Ok rồi. Hùng thì mở ra lại đi. Xem rồi anh ơi. Xem rồi à? Nét phết nhỉ? Rồi. Anh nào thằng đấy? Yến Thanh thằng à? Rồi ôi anh Dũng ơi. Thằng này nó mạnh quá anh ạ. 2001. Đây vào mạnh hơn rồi giống anh rồi. Bột đây. Anh Đồng ơi. Mới mua đây. Bột này cho nó trơn cho nó thơm. Anh Dũng đi từ mấy giờ đấy? 5:30 á. Tưởng 5:30. Chỉnh vai đi anh Đồng ơi. Yến Thanh vai vuông này. Quân Lào Cai xuống anh. Được đấy. Rồi. Thế này em mà đánh nó em sợ em còn thua nó. Nó đánh nhanh như thế không kịp thật. Anh ấy là chủ phòng thể hình đấy. Nào anh Toàn và anh Đồng vào đi. Rồi anh Thành không xuống rồi anh chờ ai? Nó nhanh quá anh không kịp chơi. Đây còn hôm qua hai hôm nay chưa được hay. Anh ra bắt đi. Bắt trọng tài đi. Đây anh đan đi, anh bắt đi. Đan đi anh. Đan tay. Ép vào, ép bốn ngón vào anh cả anh Toàn anh Đồng này, anh Đồng ơi. Này cái này các bạn, đây này. Phải gập bốn ngón này lại, sát vào nhau. Anh Đồng. Khép vào. Chưa chạm. Em nhìn mà. Buộc dây cái anh kìa. Được, để thằng Yến Thanh này nó buộc ấy. Yến Thanh này nó chuyên gia rồi. Ở sao chưa buộc vào ngón anh Đồng? Bắt đánh với đội trẻ cơ. Thời này khủng quá. Hôm nay vắng này. Có vài người này. 2 phút nữa là 9 giờ. Nó cầm thế anh đã thấy mất tay rồi. Vâng. Nó cầm khiếp thế anh. Nó cầm kiểu mình dạng dẻo có thế vật rồi. Hùng vào xem có được không? Xem không có lại có được không? Có mạng đúng không? Nét không? Nét. Nó đủ xem. Anh không? Chết anh Đồng. Chắc là anh Thành đang xuống đấy vì không để anh Thành vào đây xem anh ạ. Em nghĩ là anh Thành đang xuống. Thôi nghỉ anh. Đợi anh Thành xuống chiến. Khiếp. Tay anh Toàn to nhỉ. Quay lên video nhìn to vật vã luôn. Sợ. Chết rồi, anh Thành đang ở nhà rồi. Đang tham gia xem rồi. Qua mà nhấn anh chụp quay video rồi với anh mà. Đi đi. Chà. Anh Thành không đi, anh Toàn đang buồn, anh Đồng buồn này. Thằng Toàn thắng rồi đấy Thành ơi.
Anh Đông vừa thua hiệp 1 tay trái rồi anh Thành ạ. Đau chân gì anh thì thật, bật tay mà đau chân. Thôi không thoát nổi. Thoát hẳn ra. Thoát ra nó ghi bị ra. Vẫn được thì phải. Ai cầm cái này anh Vàng Đan, anh quay em này. Mà hình như tối tối nhỉ. Anh nghỉ mà anh tối mà. Giữ cái cổ tay nó, em bỏ tay em một câu, nó bật nha. Ok chưa? Go! Ui mẹ. Nhưng mà thằng này nó chẳng hơn. Wow, nó đây. Tuyệt đa thế. Mày bắt kiểu đéo thì bắt nhanh thế. Bắt toàn lợi thế thì đéo bắt khôn thế. Mày bắt thế này anh không không ở có thế đâu. Mày bắt thế này sao mà anh có thế được anh bật. À, xuống này, mày xuống này thì tao mày còn ngang này. Mày em quay cho anh. Đâu, em cầm hơi đỉnh anh này nè, ừ, nốt này nè em mà được. Nhanh quá. Quá. Anh Đồng mà bắt đi anh Đồng ơi. Sao lại không dây mày thoát tay làm gì? Ờ em sở trường đánh dây rồi này. Sở trường đánh dây à? Vâng. Anh đánh nó thật, anh mà đánh anh thua em. Em đánh nhanh quá. Anh không kịp dừng lực. Sao nó đánh nhanh thật đấy. Quá nhanh. Phản xạ nhanh thế nhỉ? Nếu mà có giải em đi đánh nó đánh được em bằng em của Dương Đức ấy. Thằng Hiếu. Đây thằng này vào chơi đi, giao lưu học hỏi anh em đi, cho lên cơ đi. Thích em được lắm. Làm đi bốn mấy anh? Netflix nhỉ? Không, làm gì to quá, em bé. mày xem không thật cũng trường hơn, mày thích xem trên điện thoại ở trường. Cái thằng xếp đặt trong đấy cái điện thoại. Trường. Đây đây. Trường ngày ngày trước thắng anh Du một lần hai lần nhỉ? Cổ tay số đó. Được huy chương vàng ấy nhỉ? Thắng Du một lần rồi. Một lần. Anh chưa gửi đến Du đúng không? Đây. Cái A 60 ở kia ở cầu Diễn. Ở chỗ ấy. Cả Hà Đông nữa. Cả cầu Diễn cả Văn Quán à? Thế mà hồi Văn Quán anh Du không đánh đúng không? Văn Quán anh Du không đi. Du nó đi bọn mấy bộ đội về anh ạ. Em xong bọn Văn Quán em đi bộ đội luôn mà. Anh Đông này bao cân rồi? Đó nhìn gầy hơn đấy pha hay sao? Giao lưu cẳng tay chẳng cong rồi anh. Cong mà anh. Cẳng tay là phải cong thoải mái mà. Ôi. Anh Đồng giờ vô đồi quá thôi. Hơi đối thủ rồi. Xem đúng không anh? Anh đang quay à? Không. Đôi lên xem này bị gãy chân. À nó đẩy đạp đùi đấy đi. Đạp đùi gãy chân. Ừ, thì nó sợ lắm. Đạp kinh khiếp quá. Sợ nó đạp bình thường mà chẳng hiểu sao nó nặng quá hay sao. Anh ấy đang bị đau cái phần dưới này anh ạ. Giờ vào lại mấy cậu này không? Trái đi ơi. Trái chắc yếu lắm. Giờ đè xuống. Mệt lắm. Anh Đông dàn Johnson Baby vào kia. Vào cái đệm bên xanh như này. Quảng cáo Johnson Baby. Anh Đông phải cầm cổ tay anh ấy. Nói lắp cũng khổ.
cổ tay anh đâu, này sợ thật. Bro của nước gì vừa mới chào anh em này. Ông này vừa vô địch, vừa ngày trước vô địch thế giới một lần rồi. To như kiểu Dennis đi. Levan Sagina CV này. Anh chắc chắn biết ông này hơi khủng luôn này. Mà nhìn như là khủng long ấy. Nhìn mặt thôi. À biết rồi, như khủng long. Nhìn dâu dâu đấy. Hơi khiếp luôn. Cái ông đấy khỏe đấy anh nhỉ? Có anh ra đâu chưa? Thế đi gần quá. Gần gì đang bắt loạn lên đây ạ? Mấy thằng luyện nhiều. Đúng 9 giờ phát mà em. 9 mấy giờ? Chưa 9 giờ đã phát rồi. Luyện mấy tháng chả thấm đâu. Anh Đông có gì cũng biết cái ông đấy đúng không? Mà nhìn như là khủng long đấy, to vật đấy. Mà ngón tay nó còn to vật ra đấy. Nhưng mà vật móc bị thua một cái ông cũng cùng cái nước bên nước nước đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhìn nó to nhờ. Sao? Trường vào đi. Vật mẹ ai, thích vật mẹ ai. Dạ. Thật à? Anh ra rủ gạ vào cả. Anh Toàn biết tiếng Anh ra gạ cả. Chứ kéo vào được ai đâu. Anh này chưa thành này, Thanh chưa vào đấy. Hai rồi đúng không? Đây nó không vặt được. Nó nghỉ lâu lắm rồi anh ạ. Nghỉ lâu lắm rồi mà. Sao con quán em đi bộ đội luôn mà em nghỉ luôn. Nghỉ 6 năm rồi gì nữa. Bắt đi. Chưa đấy anh Hùng đang ra. Anh Hùng mua nước cho anh em mà cầm quỹ của mà. Chắc đang đi đường. Nói chơi dập tay đau là bình thường. Đau là mới được. Ngày trước còn đau một tuần. Phải để sàng hết, xuống hết cỡ cho đủ pin. Cái pin này gì? Anh Toàn ra đây lâu chưa? Anh ra lúc rồi. Bữa nay em bị mấy cái thằng đi xe, nó chả biết cái thằng nào. Thằng thì bảo đi xe này, thằng lại đi xe kia. Mãi bây giờ đến đây. Anh bảo nào? Vào đây. Này vẫn tốt lắm. Nó nhanh lắm. Em phải vật nhanh, kiểu đợt trước vật thằng anh Du ấy mới vật được, không vật được đâu. Anh vào anh còn sợ thua cu này. Thằng này đúng rồi, cầm phát là thấy thua luôn, mất thế luôn. Tên là gì anh? Tên là gì? Tên Facebook là gì anh? Toàn à? Béo béo nào? Nó cầm kinh quá. Đội anh Đồng người nào cũng khỏe, xuống cho anh Đồng. Có anh Đồng chỗ nào đấy? Đây đây, cậu vào vật mấy cả thằng cuối đi. Mình không biết vật mấy đâu. Thì vào vật mấy cuối luôn, thằng cu này là vừa này. Thằng này mạnh nhất, kiểu như là mạnh nhất bây giờ ở đất nước này nhỉ? Mạnh nhất Trường Sa. Đây, anh Nhượng đây rồi. Anh Dưỡng chuẩn bị vào vật đi. Ừ, mà vật mà làm tí đi. Được, em anh làm tí. Vật cổ tay mất sức rồi. Tập mấy tháng rồi chả thấm đâu à. Đây, anh Bách Đông Chun đây. Cậu Ngọc Vũ hỏi, anh Bách Đông Chun. Ngọc Vũ. Bám đi, bám đi. Sợ quá. Hở cái đốt ngón tay cái nào. Hở đốt.
đánh thế này. Nắm vừa nắm ghê. Nắm ghê. Để thẳng, quá nhanh. Thế thì đan tay, không được thì đan đi. Nếu không nắm được thì đan. Ép mấy ngón vào Yến Thanh rồi. Đúng rồi. Đấy củ trỏ xuống, không được nhăn củ trỏ. Thằng nó nhanh thật. Lẽ ra thằng Trường ở trên Thái Nguyên nay phải xuống để vật với em mới đúng. Thằng Trường nó cũng nhanh. Không, Trường. Trường nó cũng to mà. Anh vật với em không? Vào đây thôi, tại vào đây. Anh vật với em không? Không. Không. Tại mà vật với ai các anh ơi. Chứ không vật được. Không sao được. Thì vật được một người bình thường thôi. Mấy anh này khỏe quá, làm sao vật được. Thôi, xéo thì bắt lại các anh mới tập mà. Thế nên anh cứ luyện 1 năm trở ra thì mình không anh ấy chuyên đi Sasuke anh ạ. Không chơi kia. Tốc độ không anh Thành. Kinh khủng luôn. Hiện tại đang là mạnh nhất và nhanh nhất cái đất nước Việt Nam. Chuyên vào tay Thành quá, không ăn được. Đấy, vừa nói đến Trường, ông Trường vào xem ngay. Nào anh em vào vật đi nào. Mày vào vật với trẻ đi. Đừng có vật với em không? Vật với anh không? Em vật này. Thử đi ô. Đi anh đồng em vật được con này không? Em sợ không vật được, nó nhanh quá. Không kịp ra lực ấy. Mình không kịp ra lực. Quên đi, nó nhanh em không kịp dùng lực ấy. Thử chưa? Đây, cầm rồi. Nào, anh thử nào em này. Thử đi, anh đồng bắt được nó à? Từ hết sức đi. Quay đi. Alo. Tới đây rồi, đang chơi. Chiều về nhá. Trường thua cụ đấy à? Nhanh nhờ. Không, với cả nó lắm tay khiếp. Anh vào, anh nhích mặt ai ở đây anh? Anh cứ chọn đi. Giao lưu thắng thua bạn. Anh đi từ Như Quỳnh Hưng Yên về đây để vật mà. Thế anh vào chiến đi. Vào đi anh. Vào đi. Vật mẹ em nha. Không. Anh vật mẹ ai? Sợ. Mày tỏ lên kia. Ngồi vào chú. À Long vừa mới xem xong mà đã thấy ra rồi. Long này béo đấy. Đây Long này. Như cổ tay mẹ béo khỏe cái gì nhỉ? Anh vẫn nhớ cu kìa. Cao thủ trước vật bên kia đi. Vâng. Chỗ ơi, cản tay nó này khỏe. Như anh Đồng như anh kìa. Cái cổ tay giờ lên đến 27 rồi. Cổ tay với cẳng tay khỏe. Khó luyện. Vào đây nào, Long ơi, bật thử mấy con này đi. Xem 2001 đấy. Vào đây. Đấy. Anh Đồng bắt anh Đồng ơi. Được, quân vào luôn. À thôi, vật đợi đằng cu này nghỉ một tí đây. Anh Thành ơi. Này. Quân đơ quá rồi này. Ủa đấy ơi, xách xe anh này. Chuẩn bị vào gặp đệ của anh Đồng rồi. Được không anh? Bạn em nặng bao cân rồi? 71 à? Toán là ai anh? Toán là em thằng Lý. Mệt quá, từ anh. Long vào vật mấy cu Huỳnh này. Huỳnh vào đi. Huỳnh vào đi. Anh Thành nó chưa đến anh. Anh Thành hôm nay bị đau chân nên nghỉ. Anh nghỉ à? Anh nhà Đồng mà bắt anh Đồng. Ôi giời, đứng bên kia chứ không Toàn này. Chắc bên này sáng hơn nhỉ anh em nhỉ? Anh em nhìn còn thấy sáng hơn không? Bảo em cả, hãy đứng bên kia sáng hơn. Nhưng thấy bên này sáng hơn. Ôi Long con này khiếp quá. 85 cân đó. Quán cũng được.
À đang gọi điện anh Thành vị trí này. Anh vị trí đang gọi điện. Không để chờ ông Quân ấy, Long từ từ. Quân vào luôn đi. Kệ anh. Đây anh kia to hơn mà cũng còn ăn được. Anh Thành đang gọi điện đấy. Bấy Thành kia ở ra đi ở đây. Còn trốn này. Quay thân chân gì đỏ hồng nên là cũng cái đau rồi tối. À định vật mày Luân à? Luân còn lâu rồi mới ra. Thôi cứ vào Luân đi. Đợi Luân lâu lắm. Luân mọi khi lâu nó ra lắm. Đây rồi, đội của anh Đồng đã lên này. An, anh An đúng không? Vào luôn đi Quân. Nó bật từ nãy sáng giờ hơn 40 hiệp rồi. Em chóng mặt, em vừa xin ra xuống. Đang hóa mắt chóng mặt. Lơ ngớ. Nó vừa hạ em sau này. Có cả trên clip. Nó nhanh nhật vung chuyện. Thằng nào anh? Thằng chưa? Anh? Anh Nhưỡng vào gặp anh Dũng đây, hai chủ câu lạc bộ vào đi. Anh Dũng vào đi. Anh Nhưỡng vào đi. Đi này giao lưu mà. Luân ra muộn lắm anh. Anh Đồng bắt đi anh Đồng ơi. Hai anh chủ phòng, anh ấy mà cởi quần áo ra hơi bị đẹp luôn. Cởi áo chứ, lại bảo cởi quần. Anh có chai nước lọc không? Chưa có, đợi anh Hùng mua đếm chưa đấy anh Hùng đâu. Hờ đỉnh nhá anh Đồng nhá. Bảo anh người hờ đỉnh nhá. Hai chủ phòng gym đây rồi. Chạy trong Sài Gòn. Hai ngày đi 4.000 cây. Khéo nha anh, cả nhà anh chỉ gần nhau. Anh này. Vâng. Vung vai anh ơi, vung vai anh Đồng ơi. Vung vai nhá. Vâng, nhìn tay anh to nhỉ anh nhỉ? Khỏe à? Đan tay, đan này, đan này. Ôi, ngón tay anh bên này to ấy nhỉ? Rất nhiều con hàng ở đây, anh ra đây. Anh ra đây rất nhiều con hàng ở đây. Nhiều con hàng lắm. Vật hai cái xích rồi, sướng thật. Đó, màn hình này hết pin nào hay cho màn hình ít rồi. Ui, tuệ khó ăn chưa. Đưa vai ra đỡ đi. Tốt thế nhỉ? Tuệ đâu? Chưa. Rồi. Ai dạ, tệ khó ăn ghê. Khỏe nhỉ? Ta ghé là mình luyện đối tay này. Ôn khách đây, này vào đi. Này lớp 10 nó đánh nhẹ anh ạ, đi vô vào cho vật mạnh nó. Đây. Mày mà thằng tập bên dưới. Căng anh khỏe đấy. Khỏe vật vã luôn. Thằng Quân đánh hết mình kia. Đấy là anh con vừa vật với anh này xong đấy. Anh con vừa vật với anh này xong thì mới bị thế. Buộc dây vào khéo ăn, thằng này nó chuyên ra đánh dây mày. Đấy, chuyên đánh dây. Nó toàn khoát tay ra khôn lắm này. Tay Thành cao như thế. Cổ tay nó khỏe phết nhỉ. Quần mặt con sờ bắp cái. Đặc sản Việt Chi à? Sờ bắp cái thôi. Tốt đấy nhỉ. Anh tốt thế nhỉ. Quần khỏe
Nhìn người rồi bé khỏe đi. Nó luyện tối tay ăn. Như Quỳnh, như Hưng Yên. Hòa Bình à? Ở nhà vật mãi đâu, tá tay ở đây vật mấy cái là... Anh Định à, Định à? Tao đi ăn xe vào đây, đi ăn xe vào đây. Anh Định đúng không? Định đúng không? Cái này chính xác đi rồi, nhanh lên lắm người. Đây đi xe máy này. Anh Định đúng không? Đây và anh đi xe máy vào trong này, để xe trong này này. Nó cho gửi mà. Cổ tay anh đây đồng ơi, Quân. Vai anh ơi, vai 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 cả hai bên. Quân gặp buộc dây là Quân đi đấy. Ai ngang ngang cười nhỉ. Buộc dây Quân ăn đấy. Không biết được. Được đấy. Khỏe hết toàn bộ anh nè. Tay cứng thế nhỉ. Tay cứng thật. Rồi Quân nắm sắc. Anh này khỏe. Cái anh Nguyễn Trường Giang cái gì đấy có khỏe không anh? Anh Giang hả? Nhưng tay thì to mà. Công ty gì cơ? Của Pháp á? Vap á? Nếu mà vật tay khỏe không anh? Nhìn cổ nhìn tay thì to. Ok rồi anh, bạn đang quay. Hô câu đây anh Đồng ạ, đừng hô, chuẩn bị. Hết sức đi anh ơi. Cẩn thận củi trỏ ra ngoài. Quá chất luôn. Chưa được anh ơi, rồi. Tốt. Quá ok luôn anh ạ. Thằng Quân giờ em thấy nó mạnh về nhất nhì ở đấy rồi. Vung vai anh Đồng ơi. Chỉ hô câu anh Đồng nhá. Cắt tóc mình lạ thế. Cụ trò. Đánh lại. Làm quá nữa. Đánh phê thế nhỉ? Trận này phê đấy. Tay tay căng đấy. Cổ tay to nhá. Cổ tay rất là tốt luôn. Cổ tay búa cực tốt. Anh này biết vật thì ghê lắm nhỉ. Khỏe mà. Biết vật thì bị đã dã man. Đây anh Đồng đang hướng dẫn kỹ thuật đây. Bắn đấu phòng ấy, đấu phòng mình bắn này. Ông này bắn bắn cho là tay sao cái à? Tay em to bằng chân em. Anh Đồng vào đánh anh Định đây. Anh Toàn đánh anh Định đây. Để anh Thành đấy. Đánh tay trái anh cũng đánh được mà, anh đánh mạnh lắm. Quân công luôn đi này, anh Thành bảo này. Anh Thành bảo Quân công công luôn. Đang ngào ngơ cái vừa mới say xe. Đây đây anh Định đây, anh Thành. Đây ông Thành không lên à? Không, Thành bị ốm. Vung vai đi anh Toàn ơi. Anh ơi, Hùng ơi, đang bê nước vào kìa. Thế sao mà bàn thì trông như bàn vật tay. Đấy bàn vật tay ở công viên. À.
thử đi, thử thôi. Anh Toàn nghe nhìn ở ngoài cái đá kìa. Tuệ bảo quân công luôn đi kìa. Em bóp tay em cóng cóng ấy bảo. Tay to thật, nhìn sợ luôn. Tờ được 40 chưa này nhá? Không được. Bao nhiêu? Em vật hai cái đó với tay à? Sợ. Từ từ để em nghe điện thoại. Rồng ấy đâu mẹ. Anh cầm em này, alo. Alo, ai đây? Ngón bằng đầu đây. Bãi xà cạnh ngay cổng công viên Cầu Giấy nhé. Anh đùa với bộ dây của anh giật đúng cái. Anh đông vào đâu? Khỏe lắm. Để em mà thử. Đau tay ấy nhỉ? Vừa được cái đâu ấy tay. Đâu người chịu thua rồi. Cuốn vào trong chết luôn. Cho tuột tay anh ơi. Đường này cuốn vào chết nha. Đang lấy nước, anh Hùng đem nước ra rồi đấy. Lấy anh một chai rồi nhá. Anh Đồng vai vuông vai đây. Em hồi nhá. Ok chưa anh? Long vào hồ đi. Anh Lộc lâu không tham gia vật tay nhỉ? Lấy anh trai con đây. Lấy anh một chai nước. Thằng Hùng nó cứ hỏi anh suốt từ nãy đến giờ. Uống trước đi, uống trước đi. Long buộc đây Long. Anh Hùng vào đây. Rồi có hai dây, anh thích buộc dây nào dễ của anh cho anh buộc thì buộc này. Dây này cứng hơn này. Rồi anh thích buộc dây nào thì buộc. Hai cái căng hết tay. Anh Đồng cuộn vào là vật dễ dàng mà, không phải tốt. Đợt tháng mấy nhỉ? Tháng 9 à? Trông rất là dày. Lên 30 cân. Trọng tài mà hút thuốc ở kia lên video chán. Em nắm tốt mà vật móc. Móc một kiểu lấy một kiểu. Buông vai anh Đồng ơi. Thánh vật. Chuyện thì thử. Anh Thành hôm nay xuống đây em thì em xử anh Thành luôn. Rồi đúng là vui thôi anh Thành ạ. À. Sao không ăn được anh? Không kịp làm. Nước. Yến Thanh đang ở đây lại bình luận được là nào này. Vung vai anh Đồng ơi. Cứ vòng vào là chết. Đánh phần hình đầu thai. Anh định giờ phải lên gặp anh Thành một buổi mới khỏe được. Uống nước, lấy nước uống ngay cả. Lấy nước uống. Lấy nước uống ấy. Nước của hội vào tay mà. Uống tẹt bô. Đi rồi.
Quân vào gặp lại ai đây? Được, đấy. Quân đang gặp anh Toàn anh ơi. Thôi không được rồi. Quân giờ gặp anh Định đấy. Ôi tay anh Toàn sợ quá, to quá. Anh Định vào gặp anh, vào gặp Quân tay 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 phải đấy. Hai anh em cùng Việt, cùng Việt trì. Đấy, quá trước rồi, quá sau rồi. Đúng đúng đúng. Dạ. Vâng. Không được rồi anh Thành ạ. Vật thật luôn đi anh Gấu ơi. Vung vai đi Quân ơi. Buộc dây, buộc dây. Lấy cái dây này buộc hay hơn này anh này. Cái dây kia thít vào đau. Hả? Chặt nó mới không đau. Cái dây kia anh thít lại đau đó. Sao lại trơn? Dây này mới chuẩn. Cái dây này này, lúc mà vặt lại nó bị thít lại này này, vít vào tay đau lắm. Em thử rồi em, bây giờ em toàn thích dây này, không thích dây kia nữa. Không, thừa sức vừa. Thử mà em thử ở nhà thôi. Không dài quá, nó long đong hòng long xuống dưới. Anh em mời, mời đến vào vặt đây nè, vào vào vặt đi anh ơi. Vào vặt đi. Lúc gặp ai vào thì vào. Anh cứ vào mà có người ra. Vào đi anh ơi. Vào đi. Đây 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 đây. Hùng nào vào vặt đây này. Hai người cùng nhau vào. Anh Hùng vào luôn. To nhỉ. Quân bắt đi. Quay rồi, đây quay đây rồi. Quay đây rồi. Anh Bách Đông Chun đâu rồi kìa nhỉ? Anh thấy à? Anh Bách Đông Chun không thấy mặt đâu nữa nhỉ? Hay lắm anh tới ạ. Cú trò ai ra ngoài? Anh Hùng á? Thế phải dừng. Vẫn đang phát trực tiếp à? Vẫn đang phát trực tiếp. Ngọc Vũ vừa hỏi ông đấy. Và không thấy đâu. À, anh em này không ai xuống ấy. Bận hết à? Căng thế. Chuyển thế là hạng ngay. Cố tay ra không? 2-0. Nào ai vào gặp anh này đi. Hùng, Hùng vào đi. Huỳnh, Huỳnh, Huỳnh vào đi. Anh Hùng cho cô này. Từ từ đã đây này để. Đấy là Hùng đâu? Không phải nghe. Đi không? Luôn anh. Quá vui luôn em. Em không về từ Nhật về đây vặt tay cả. Rồi, xuống. Vật lại. Nếu mỏi có thể nghỉ chứ vật lại. Anh tiến vào đi. Cổ tay. Anh kể cổ chuyện à? Kể áo ra về cổ chuyện chứ. Cổ chuyện được. Cứ vào đây là có người ra vật. Anh Tùng ra tham gia phát này lâu lắm rồi, anh Tùng đâu rồi? Hở đỉnh, hở hở cái khớp đấy anh ơi. Đi. Nhảy gón kìa. Thôi. Hùng Hiệp, Huỳnh, Huỳnh, Huỳnh vào đây, Huỳnh vào đi. Anh vật mấy thằng cu em cái. Cu em cái. Thắng ở lại vật tiếp. Sinh năm 2004. Kéo ra. 2004, không phải 4. Anh có 14 tuổi á? 13 tuổi. Thật á? Thật. Dậy thì sớm này. Dậy thì sớm thế. Có tuổi quất đấy em anh ạ. Điều. Huynh đứng thế đấy, mày đứng thế không được. Cổ tay cứng nhỉ. Vật nhanh nào. Anh tới là tay dài quá. Chết rồi, mình vào sắp có điện.
ra giao lưu với anh em cho vui anh ạ. Em chủ động em giật trốn ra, đừng cho họ tốt lên, đừng cho họ đánh trước, giật múc vào phía mồm mình. Không ra được. Không sao mà đang nắm rồi nhả ra nữa. Nó cao hơn. Được, vuốt vuốt lên đi anh. Bài mà bài như này này. Đang nắm rồi. Vuốt lên. Giật phát nắm này. Anh phải nắm chặt vào. Anh phải cầm chặt vào mu này. Cuộn lại nó không để nó chạy được. Tay rất là to. Anh em lấy nước uống nhá. Nước của hồi vào tay này ở chỗ gốc cây nhá. Còn anh em không biết chết. Anh Dương lấy nước uống nhá. Hội vào tay rồi. Không, em yếu đi nhiều. Con cu này em thấy nó khỏe lên hẳn này. To bao nhiêu? To nhiều luôn. Đợt tháng 9 ngoài nhìn. Không hiểu là nó dùng cái gì vào người. Trứng gà. Một ngày ăn 20 quả. 30 không? 10, 15 quả không? 3 quả. Ăn nhiều cơm. Ăn nó sinh viên này. Có gì ăn đấy rồi. Chưa đấy anh Quang, anh Tùng ạ. Quá tốt luôn. Mấy người ở chỗ anh Đồng người nào tốt hay sao ấy nhỉ? Sợ thật. Bàn tay to, không đeo được mũ. Sợ luôn. To, dài. Bàn tay vừa to vừa dài. Chui cái dây qua anh Đồng ạ, chui cái dây qua. Được rồi, được rồi, được rồi. Không một đẹp để đeo, bắt anh bỏ. Đại ca tóc vàng chưa đấy anh Tuyền nhỉ? Hả? Đại ca tóc vàng giật là. Tuyền, Tuyền à? Tên gì nhỉ? Tuyền. Tên nước ngoài. Tuyền. Nga. Alexei Vedoda. Anh hai đây rồi. Ôi rồi. Tưởng không có ai mà cuối cùng lại vận động thế này. Ai hai không? Không rồi. Vai. Ôi. Đấy củi trò anh Đồng nhá. Ai hồ đen nằm về mà làm cái đi ra đây con vật chưa? Để anh Đồng. Để anh Đồng. Ui giời ơi. Anh Hùng giờ mày nóng đấy. Cục dây à? Bên anh là cao hơn nè. Để cho Long nó bổ chưa không ạ? Vâng. Không thấp được cao được mà em làm theo chuẩn đi. Tay quân nhớ tập cái gì sao to thế. Thế hiểu tập nhanh kiểu gì. Sợ luôn. Bơm Phần này này, phần này nhanh cao phần này. Sợ luôn. Tập gì cho to đấy anh? Gậy nhiều. Tập tạ, tập gì anh? Tập máy như nào? Tập động tác như nào cho to? Vì xe máy xuống đây là được nắm tay anh Hùng Trường ạ. Không phải em cầm tay anh Thành nhiều. Vâng, hôm nào em dạy anh. Đơn giản mà. Có trọng tài không ai lợi thế hơn đâu anh ạ. Anh áo vàng đặt chân vào đấy anh bảo lợi thế hơn đúng không? Nhưng mà đấy là do kiểu vật của người ta phải như vậy. Đừng rút mặt lên, vòng mặt lên nào, thật thật đây. Vòng mặt lên nào luôn. Quá tốt. Đúng kiểu Dennis rồi. Dennis mà bắt mồm. Hùng mạnh vãi này, anh Thành này. Anh Hùng gặp Quân không? Có người yêu cầu gặp, bảo anh vào gặp này. Không, anh Việt Cường ở dưới Hải Dương. Có anh vào gặp Quân. Không lợi thế đâu, Nguyên Phạm ơi. Trọng tài mà, có trọng tài ở đây mà làm sao ai lợi thế hơn ai được. Chặt tay. Thích chơi bực dây xuống đi em. Cho nước luôn nhá, Quân nhá, khăn nước quá.
Đây, hiệp hiệp vào. Ngon. Anh nói thế anh áo vàng anh lại buồn chết. Chết rồi. Cái này người bắt bé 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 nhà anh có gần không? Hai nhà anh có gần gần nhau đúng gần nhau đúng không? Đấy em bảo gần vậy. Like cho anh Hùng này. Dùng cái dây kia kìa anh ơi. Dây này em thấy không hợp lý đâu. Nhìn Quân sợ luôn. Cái hôm Tết anh lên vật gì đấy anh thấy em bình thường giờ nhìn em vãi đài luôn. Nếu hiểu luôn, sợ. Kinh. Chắc từ Tết đến giờ yêu nhiều. Ôi giời. Hùng đánh anh mà anh Hùng ơi. Anh cậu trước ra đến bên nào. Đến bên nào. Go. Chết rồi. Tôi gặp lại đi. Vào không anh? Anh Hiệp ơi vào vật mấy cả anh này đi. Cho vật lại cái. Vật anh Hùng ơi buộc cái dây màu xanh đi anh Hùng ơi. Buộc dây màu xanh đừng buộc dây này nữa. Buộc dây màu xanh đi. Dây này không buộc làm siết vào đau lắm. Thôi chưa lượt à. Tay cậu bị bật tay. Anh Đồng bắt hở hở khớp này anh Đồng ơi. Hở 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 khớp đỉnh này nha. Vuông vai nha. Vuông vai nha anh nha. Cậu anh Đồng ai thế mà. Có lên. Có lực hơn đấy. Có lực hơn. Mình hơi ghê nhỉ? Không ghê đâu. Để bình thường kia mới ghê. Go. Anh vào đi. Mặt sương sương khỏe thế. Thôi thôi để anh này vào gặp anh này đi. Tay mỏi quá. Hơi đỉnh anh Đồng ơi hơi đỉnh đấy. Vuông vai nhá. Ôi. Anh hô câu thôi đừng có chuẩn bị. Nhảy ngón rồi. Không tuột được. Vua. Phải tuột thì mới buộc dây anh ạ. Tuột được mình mới buộc dây được. Vật tay thế vào mặt là nó đỏ thế. Rút ra này. Đưa này các bạn. Mở ra này. Đúng rồi. Mạnh nào. Hờ đỉnh đi. Vuông vai mà hờ đỉnh đi. Đấy. Vượt tay xong xỉa khói ghê thật. Xỉa khói ghê thật.
Anh tẩy hơn được tao 10 cân đấy tẩy ạ. Năm 2 cân đấy. Cầu vào chiến lên gì? Tao chơi cổ. Buộc dây xanh không buộc, lại buộc dây đấy anh. Vậy thít vào đau lắm. Lấy dây xanh là buộc. Mềm mà thít vào đau lắm. Tới đây thua thì mình vào dẫn điện cho anh. Ăn sao được. Nếu có chịu quá thì phải nhất chỗ mình rồi. Ngửa hẳn hẳn cổ tay anh nghèo đen mới ngửa hẳn cổ tay thôi. Go. Chết rồi. Đổi bên đi. Anh Đồng tháo tay đi anh Đồng ơi, tháo đi anh Đồng ơi. Tình cảm đong đầy. Khỏe nhỉ. Năm nay anh cần khỏe quá trường. Tìm mãi tình thương. Đức đang ở miền Nam anh ạ. Tìm mãi tình thương. Anh tìm mãi tình thương đã tái xuất giang hồ. Dương với Thanh vào vật kìa. Lại suy ra chuẩn bị vào vật đi. Vào vật đi, có thằng cu Bình Đức Nguyễn nó bảo vào vật này. Anh Thành bình luận rồi. Bảo anh mới là quân gặp nhau vậy. Quân tay to. Vung vai đi. Hờ đỉnh anh nhá. Go. Quá tốt. Quân mỏi rồi anh ạ, quân mỏi rồi. Anh Đồng ơi, anh này với cả cái anh kia và là hợp này. Hai người là hợp. Về nhá. Anh hai gặp anh này á? Được, anh hai được. Không vào được, anh rất là khỏe. Rồi, anh hai đâu rồi? Anh hai ơi, vào đi. Vào gặp anh này đi. Vật nhiều là kỹ thuật về. Lấy dây xanh buộc đi anh Đồng, đừng lấy dây này nữa. Vâng, túi em này anh vứt vào rồi. Anh Hùng tóm lại tay. Anh vứt rửa tay. Đánh giống hết anh Hưng nhỉ. Anh Gầu đánh giống hết anh Hưng luôn. Anh hai vào đây nào. Anh đây về nhá. Đâu rồi anh hai đâu rồi. Đâu về nhá. Sao ở đây này. Ông anh này cái cổ tay tốt thật. Cẳng mới cổ mới ngón tốt. Được. Tay ngắn. Tay cũng to. Anh Gầu cùng xã với ông à? Hai tay đều to. Nam Định à? Tay đều to. Được cái. Có cái thằng nó vào nó cung xã với anh Nguyễn Phạm. Nó tay to.
đấy. Ui dồi, cổ tay. Thôi anh hai xong rồi. Tuột rồi. Buộc dây rồi. Thôi buộc dây rồi. Tuột. Rất tốt luôn, cẳng tay và cổ tay, ngón tay. Đúng không ạ? Buộc đây nhào len ăn rồi. Cho cái cù trỏ chặn xuống đấy đi, anh Đồng buộc dễ anh ơi. Anh Gấu bảo là không biết. Vuông vai anh ơi. Gấu chơi được đó, quân mỏi rồi. Tay to anh Thành bảo anh chơi được. Tay to rồi. Đan đi anh ơi. Đan tay, đan đi, đan đi, không được thì đan. Để anh ấy bóp trước. Tay nhỏ cầm trước. Một cái hai không tóm được. Nguyện 611 anh có biết không? Biết. Không có con cái vướng cái dây hết hết ngón. Thôi Sơn ơi. Go. Đúng rồi, con này chắc này. Anh hai thắng rồi. Chắc rồi. Hai thắng. Chưa chắc. Hai bằng tiền. Anh nào lên hơi được luôn. Anh nào đen hôm nay hơi mạnh luôn. Chân rồi. Chân này nhào đen để đạp vào bên kia nó có lực. Cao vai anh ơi. Cao lên là thua. Cao lên là thua. Cao lên là thua luôn. Thua. Chưa tay rồi. Cao lên là thua ngay. Anh hai vào thế đấy em có thể xuống được anh đấy. Ép cả người lên là ra xuống được anh. Không cứ bắt đến thoải mái được, cái tay phải được. Không được. Được đấy. Anh này mạnh lắm. Anh vật bên nãy rồi, giờ đang quay em ạ. Lắm, mất cả lắm đấm. Đấy, nhiều móc. Anh ấy mạnh lắm, không lùa được. Anh này chưa kỹ thuật bằng thôi chứ còn. Chưa biết kỹ thuật thôi. Anh không thắng rồi. Nhấc cả củ tay chủ trò đâu. Chưa. Anh không nhấc củ trò nhá. Nhấc lại lên rồi. Quỷ to thế. Cái ngón đi. Ngón cầm dã man rồi. Em là phần rôm cho nó thơm. Bột đá nó lại bị có cái hạt ở bên trong nó đau. Hôm trước dùng thử rồi, nó buộc cái mua phần rôm này dùng. Mua đít chỉ con được cái này. Này đi nó. Ôi. Ôi. Ôi mà tay. Quá tốt. Sao anh yếu thế? Bây giờ anh Hùng ra một người khác vào gặp anh này, bây giờ anh này thua một người thì anh này lại ra. Người thắng vật đến vào thua thì vậy thôi. Khiêm tốn. Em bé đừng dẹp được dẹp ra tí. Cổ tay cứng lắm. Ai là? Dậy bàn này. Dậy bàn. Cứ vắt đi. Con lên được. Cáo vào luôn. Cứng ạ. Bẻ như kia rồi. Rồi, giờ anh định ở đấy, anh định ở đấy, bây giờ anh thua thì mới được ra ngoài. Đấy, đây rồi anh vào đi.
Anh Dung ra đây, anh Dung không được. Bây giờ anh phải ra để cho ai vào thắng là anh định mới được ra. Chắc chịu đồng. Vào nào, vào nào. Hùng ơi, Hùng, bê anh một bình nước ra đây. Bê một bình nước ra chỗ này đi. Giao lưu. Có đấy. Hai người này có phải cân, không phải không này lắm. Hy sinh bẩn áo luôn. Để ở giữa anh lấy anh một, để giữa này. Lấy anh một một chai luôn nhá. Cứ vứt vào đây, vứt vào đây. Đấy, cứ vứt đây. Anh em về nước uống nước nhá. Lấy cho anh một chai rồi. Rít đây, tốt đây. Đừng đùa. Được. Không vào nhỉ. Mà đi. Ok anh xin nhá. Khéo dụng kính. Không lên được, tầm này không lên được. Sâu quá. Tầm này không lên được. Đứng lại nha. Nói nguy hiểm thôi, không nguy hiểm đâu. Bật đóng năng xa xô của Bulgari đấy, không nguy hiểm đâu. Không ăn thua, không bị sao. Giống xa xô rồi, bật hơi tốt đấy. Anh Đồng mà vào thì bao giờ anh mới được ra. Để tay đỉnh. Rồi, thôi áo đỏ ra ngoài. Hiệp đứng lại, Hiệp đứng lại. Vuông vai nhá, vuông vai và gờ đỉnh nhá. Ok, ôi anh Đồng nhá. Quá đi đâu mà thế. Rồi, xuống rồi, xuống rồi. Hiệp vào lại đây. Tiến Thanh ra đây. Vào đây, vào đây, Hiệp rồi. Hiệp vào đi. Thằng tới chưa chắc đã off, chắc phải thằng 5 mới off. Rồi, anh Hiệp ra đây, Hiệp ra đây. Nào rồi, ai vào? Ai vào nào? Rồi, ra đây, ra đây, Long Vũ. Không, cứ vào đấy, người nào vào bật người đấy. Lấy nước uống này, lấy sức đi anh ơi, vào chiến. Thích thì phải ra mà giao lưu bạn ơi. Rồi, anh này ra đây. Dạ. Cú trò ra ngoài thôi, cú trò ra ngoài thôi, anh áo đen cú trò ra ngoài thôi. Giật đạp quá. Buộc dây đi, buộc dây rồi. Anh Dôn, vào chiến anh Dôn này. Đấy anh Thành Dôn đây, anh Thành Dôn đây. Vô địch vật tay Hà Nội đấy. Lo lắng tới mặt thì đây ơi.
Xem clip ông nào không phục chưa thua. Đan đi anh ơi. Hơ đỉnh và vuông vai. Vuông tẩy hai người vuông vai đấy anh ơi, xong rồi bắt đầu mày đan. Rồi. Thôi tháo đi anh ơi. Ép bốn ngón vào, ép bốn ngón anh ơi. Chụm vào đi, chụm ngón vào. Nhưng mà phải chụm vào, không được mở ra, phải chụm vào. Thôi mình Việt Nam. À, anh nào đen đừng đợi xem ai vào nào. Giải Sài Gòn đúng không anh? Quá mạnh luôn. Một người giữ vào cái dây cho anh Đồng buộc đi. Đấy, đúng rồi, giữ vào cái dây đấy. Không được, em vẫn quay được. Cứ xem này, các em bé. Sau này đi vật tay vô địch thế giới. Làm con Lamborghini đi. Huỳnh hôm nay mua hành. Rau uống nước này. Ăn hành nhiều quá rồi, ở nhà không ai ăn hành được nó. Loại rồi. Xong rồi mọi người lại vào vét anh. Anh Thành Dôn ơi. Không, anh còn đen nữa, phải đứng im rồi, không được ra nha, bây giờ thua thì mới được ra. Ra phải thua. Thôi anh hai đừng nói thế. Anh Hùng mà thắng là anh hai vào luôn, chiến anh Hùng. Voivoda. Đâu, Tuyền đâu rồi? Mẹ què à? Hôm qua như gì đấy? Lấy tay thì đéo được. Đâu, phải kiểu cao thủ đi kiểu như thế. Tuyền ơi, có gặp lại anh Quân không? Không. Vào chiến đấy cho vui. Ngã cầu thang. Đấu tay à? Ngã cầu thang à? Ngáo đi ngã cầu thang. Đừng có thẳng rồi anh ơi. Mỏi rồi, anh áo đen mỏi rồi. Anh hai bị vào. Rồi, anh Hùng đứng im đấy. Nào, tất cả ai muốn vào gặp anh Hùng thì vào hết đi. Hờ đỉnh anh Đồng nhá.
Rồi, thốt rồi anh. Ra đây, anh vào đây. Muốn gặp cậu này vào đây. Vậy ai gặp cậu này cứ vào đây. Thôi, anh Hùng ra đây. Tay. Cao thủ đây rồi. Cao thủ số 1 Hà Nội, anh Thành Sơn. Vẫn đỏ lắm đấy. Vệ lực. Đỉnh, đỉnh anh Đồng ơi, đỉnh nhá, đỉnh nhá. Có trọng tài rồi nhưng nhìn tay ghê. Vuông vai Yến Thanh. Hờ đỉnh anh Đồng nhá. Trọng tài bị chuẩn. Đấy anh Đồng chỉnh mà anh Thành cứ yên tâm này. Nhìn mặt. Rồi. Ra đi anh Thành ơi, ra đi, ra. Rồi. Thôi thôi anh ơi. Chưa kịp thủ. Anh này một. Vuông vai. Vai kìa, chỉnh vai đi kìa. Tinh rõ ràng. Thôi. Anh Toàn vào tay bên trái đi. Rồi ra đây, Yến Thanh ra đây. Vào đi anh. Nói vậy, thách anh đóng tất cả mọi người mà anh cứ vào đi. Không quá đâu. Như vậy tất cả mới được vật anh ạ. Zone già rồi. Ông zone rồi. Anh đang vào chiến đi. Anh trái này đúng luôn của anh luôn. Go!